Buds 8T của mình sau một vài ngày sử dụng, và mình đã review ngay dưới này là bụi cây nha mọi người. Rớt phát xuống cái vực này là coi như là mất luôn cái điện thoại. Mình đang đứng từ đây có thể nhìn ra ruộng bậc thang cái thứ rất là tuyệt vời ở trên Sapa. Cái màu sắc của nó các bạn sẽ nhìn thấy. Đây, đỉnh không? Màu xanh này là một trong màu rất đẹp, nhưng điểm trừ là nó không phải là dạng lưng nhám mờ trong bám mồ hôi và dấu vân tay. Khá là chán luôn, kể mà nó là nhám mờ là hoàn hảo. Ở cái mặt trước chúng ta là màn hình phẳng và cảm biến vân tay, các bạn nhìn này, cảm biến vân tay nhá. Rồi, rất nhanh. Và tất nhiên đây cũng là cảm biến vân tay quang học thôi chứ không phải là dạng siêu âm. Nhưng thực tế là mình chưa bao giờ thất vọng với cảm biến vân tay của OnePlus, bởi vì họ làm rất tốt. Màn hình hiển thị ngoài trời cực kỳ rõ cho các bạn xem cái phần tay của mình bị cháy vì ánh nắng rất mạnh. Và thế nhưng mà chiếc OnePlus 8T các bạn thể nhìn hiển thị cực kỳ rõ với ánh nắng và nhiệt độ đang tầm khoảng là 25 độ C trời chiều như này ở trên Sapa. Càng ở trên đỉnh thì các bạn thấy là ánh nắng càng mạnh, và các bạn thấy vậy mà chiếc OnePlus 8T mình nhìn rõ như thế nào. Nếu có nhiều mồ hôi dấu tay, đơn giản là mình đang dán màn hình ở đây nhá. Đấy, mấy cái đứa trẻ trâu không chơi nữa nhá. Ok, quay trở lại với nội dung nha các bạn, trẻ con ở nhà phải dạy như thế đấy. Rồi thì hiện tại thì mình đã cài một cái theme tùy biến, và bởi vậy mình rất thích OnePlus là họ đem lại cái sự mượt mà và cái giao diện gần như là thuần Google giống như những chiếc điện thoại của Pixel. Nhưng ngược lại họ cũng đem đến chúng ta một cái trải nghiệm và sự tùy biến nhất định sao cho phù hợp nhất. Và tất nhiên chiếc điện thoại này của mình á thì cũng thích, đó là gì? Nó trang bị luôn là Android 11, một trong sản phẩm hiếm hoi bán ra cài sẵn Android mới nhất. Vì xử lý trang bị là 8, ồ thôi, chả phải nói nữa bởi vì cấu hình nó quá mạnh rồi. Và các bạn thấy là cái độ mượt của sản phẩm khi mà chúng ta truy cập thì nó sẽ như thế nào, các bạn nhìn này. Ủa ơi, gần như là không có độ trễ ở trên cái chiếc OnePlus này. À, cái này mình chưa bật đấy. Và bởi thế nên mà các bạn mà cần cái chiếc điện thoại mượt á thì mình sẽ không cần phải nhắc lại nữa, bởi vì OnePlus làm quá tốt ở cái vấn đề này. Bây giờ thì cái bộ icon này cũng chia sẻ luôn, nếu anh em mà cần á thì mình đang dùng đấy là bộ Candy Free ở trên Play Store. Và các bạn muốn thay đổi theme của OnePlus thì quá dễ, chỉ cần như thế này thôi. Về hình nền thì mình sử dụng cái phần mềm là Backdrop, và phần mềm này thì mình mua tính phí luôn, nên thành ra mình có thể tải được các hình nền độ phân giải chất lượng cao và để trên cái màn hình hiển thị của máy rất chất lượng. Màn hình của chiếc OnePlus này không có điểm gì phải chê, đem lại những trải nghiệm của mình là hoàn hảo luôn, và cái độ mượt. Ok, và bây giờ mình sẽ nhờ Swing của mình cầm cái máy này, mình sẽ test luôn camera, cầm cái điện thoại quay đi này. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái chất lượng. Cái thằng Bi nó làm rơi mấy cái túi bóng xuống rồi kìa, thằng này không biết bảo vệ môi trường à. Tí tao đấm vô cái. Rồi ok, quay trở lại. Đó là camera của máy, sẽ có ba ống kính, các bạn thấy là đây, nó sẽ nhận ra luôn là cái điều kiện này. Các bạn thử chế độ rộng ngang, rồi chúng ta sẽ thử luôn cái chế độ này, đó chính là ống kính ultra wide. Khi mà AI của máy tự nhận diện ra, chà đây là khung cảnh đẹp thì khuyên chúng ta chụp như vậy. Thằng táo đừng có sờ đi chú nữa. Và các bạn sẽ nhìn thấy là cảnh chụp ra từ máy có cái độ nhạy sáng rất là ấn tượng. Mình sẽ chụp và chúng ta sẽ thử xem nhá. Ví dụ như là cái tấm này, sau khi tao chụp xong các bạn sẽ zoom lại. Ủa ơi, nhìn rõ luôn ruộng bậc thang ở cái khoảng cách cực kỳ là xa. Và bởi vậy nên mình thấy rằng cái chất lượng của nó phải nói là rất ấn tượng. Ngoài đấy ra thì các bạn sẽ xem là đây là hiệu ứng flare do ống kính là ánh nắng mặt trời chiếu vào, nhưng mà nó tạo ra một cái cũng rất là đẹp và bắt mắt. Đây, và đây là ống kính ultra wide. Ống kính góc siêu rộng luôn luôn là ống kính kém nhất. Thế nhưng mà trên OnePlus các bạn thấy là đầu tiên nó giảm hiện tượng méo khi những cái nhà này rất là thẳng luôn. Nó sử dụng phần mềm để xử lý cái vấn đề này cho chúng ta. Chung là camera gần như là không gì chê. Bây giờ mình sẽ chụp. Rồi, chụp người. Rồi. Đi nhìn đây nào, nhìn đây, nhìn đây. 1, 2, 3. Rồi, chụp thêm một tấm chế độ chân dung nữa nha. Wow, xóa phông ngon chết. Đây mà xem này, đẹp trai không? Không. Đẹp trai không? Không. Đẹp trai đấy, quá đẹp trai luôn các bạn nhìn này. Nó tách phông rất là mềm mại. Cái phần tai này được tách ra rất dễ dàng. Phần cột đó, phần tay nhá, nó có một cái sự chuyển, và ngay ở phần cái cổ tay áo này này rất là sướng luôn. Còn đây là khi mình nó chụp bình thường. Cái tấm này thì cái phần cháy nó có vẻ như nó chưa xử lý HDR được, bởi vì là hiện tại là có thể là do máy không tự nhận ra, bởi vì cái phần nó HDR thì nó sẽ hoàn toàn là để tự động chứ không có can thiệp vào. Và về cái thời lượng pin và 4G thì mình sẽ cho anh em xem luôn là sau thời gian mà mình sử dụng á thì pin của máy sau một ngày thì nó rơi tầm khoảng là 4 giờ 22 phút on screen, còn 21%. Tức nghĩa là điện thoại này mình sẽ dùng rơi vào tầm khoảng là được 5 tiếng đồng hồ. Với nhu cầu sử dụng 4G mạng xã hội, như các anh em thấy là tin nhắn các thứ đến liên tục, và mình luôn luôn bật đó là tần số quét là 120Hz và không bao giờ tắt đi nha. Rồi, như vậy mình đã xong cái video đánh giá nhanh cho anh em về chiếc OnePlus 8T. Thì các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này? Nhưng mà mình nghĩ với mức giá 19 triệu đây quả là thách thức. Bởi vì sao? Trong tầm giá tiền này các bạn hoàn toàn thể chọn những chiếc flagship đến từ Samsung, Apple, hay các bạn nhìn đi
ngay cả đối thủ của nó là S20 FE này. Đấy, cũng có màu sắc rất là đẹp, cũng rất là ấn tượng. Nói chung đây là một cái mức giá khiến cho rất nhiều người sẽ e ngại và muốn tiếp cận với OnePlus. Thì anh em nghĩ sao? Hãy comment cho mình biết ý kiến bên dưới. Và liệu có nên làm một cái vlog trải nghiệm Sapa với cảnh đẹp như thế này hay không? Hẹn lại anh em trong các video lần sau.